Phúc Yên là địa phương có hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Và ngày hôm nay, Phương Thúy sẽ tìm hiểu xem những di tích ấy có giá trị lịch sử như thế nào. Điểm dừng chân đầu tiên của Phương Thúy chính là ngôi đình làng của nhân dân thôn Khả Do ở phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên. Đình Khả Do được xây dựng từ thời Hậu Lê, Lê Cảnh Hưng năm 1741, thờ Tam Giang Đại Vương, một danh tướng giúp Triệu Việt Vương đánh tan giặc nhà Lương. Đình làng Khả Do là một công trình kiến trúc cổ, đồ sộ, được xây dựng theo kiểu kiến trúc thời Hậu Lê. Đình được tập trung chạm trổ ở gian giữa, khu vực có hậu cung, nơi thánh ngự, nơi tập trung quân quyền, thần quyền và chủ yếu là hình rồng và các con vật vũ trụ. Với nghệ thuật tài tình, lối bố cục chặt chẽ, các con vật vũ trụ như long, ly, quỳ, phượng. Đây là thành công nổi bật của nghệ thuật chạm khắc trần gỗ ở đình Khả Do của nhân dân ta thời Lê Trung Hưng. Rời đình Khả Do, Phương Thúy tìm đến một ngôi chùa cổ có tên là Bảo Sơn. Chùa Bảo Sơn được xây dựng từ cuối thế kỷ 17 với 3 tòa 13 gian, kiến trúc vững chãi. Đây là ngôi chùa khá đồ sộ còn lại đến bây giờ. Bà ơi, cháu đi từ cổng vào thì cháu thấy ngôi chùa của mình rất là cổ kính. Vâng. Vậy ngôi chùa của mình có từ bao giờ, bà có thể cho cháu biết được không ạ? Vâng. Chùa Bảo Sơn Khả Do là có xây dựng từ thời Trần, tính đến bây giờ là gần 700 năm. Vâng ạ. Ngoài thờ Phật ra thì chùa Bảo Sơn còn thờ Đức Thánh Bà Hưng Nương Bồ Tát. Trong chùa vẫn còn giữ được 59 pho tượng, các hoành phi, cầu đối và nhiều di vật khác được tạo dựng và trang trí đẹp đẽ. Đó là những tác phẩm quý về nghệ thuật cổ dân gian của nhân dân ta thời xưa. Bà ơi, hệ thống thờ tượng Phật trong ngôi chùa mình thì có gì đặc biệt ạ? Và được bài trí như thế nào ạ? Ở trong chùa thì được gồm có 59 pho tượng to nhỏ. Thế ngoài thờ Phật ra thì chùa còn thờ Đức Thánh Bà Hưng Nương Bồ Tát. Bà ơi, tại sao ngôi chùa của mình lại thờ Đức Thánh Bà Hưng Nương Bồ Tát ạ? Bà là con gái của vua Trần Anh Tông. Bà đã giúp vua cha dẹp giặc loạn, giữ yên bờ cõi. Sau khi bờ cõi yên ổn thì bà đến dân thôn Khả Do. Bà đã chu cấp tiền bạc cho dân thôn Khả Do xây ngôi chùa đầu tiên. Cho nên ngoài thờ Phật ra thì nhân dân dân thôn Khả Do còn thờ Đức Thánh Bà để mãi mãi nhớ ơn đến công đức của bà. Chùa Bảo Sơn được làm theo hình chữ công gồm 3 tòa: tiền đường, thiên hương và thượng điện. Tiền đường gồm 5 gian, thiên hương 3 gian và thượng điện 5 gian. Với 56 chiếc cột được kết cấu với nhau theo kiểu trồng giường giá chiêng kẻ truyền, tạo nên một bộ khung kiến trúc khá bền chắc. Ngôi chùa Bảo Sơn này thì có ý nghĩa văn hóa cũng như tâm linh như thế nào đối với người dân địa phương ạ? Vâng. Ngôi chùa Bảo Sơn Khả Do có ý nghĩa rất lớn đối với lại toàn thể dân thôn Khả Do từ trước đến nay, và đây là tổ mộ của làng. Cho nên là nói về tâm linh thì cứ đến ngày tuần tiết mùng 1 rằm và đến ngày 12 tháng 6 là ngày tiệc chính của nhà người. Tức là sau khi hoàn thành ngôi chùa đầu tiên thì Đức Thánh Bà Hưng Nương Bồ Tát đã hóa về trời, và cái ngày 12 tháng 6 là ngày giỗ chính của bà. Nhân dân Khả Do thường nói là đây là ngôi tổ mộ của cả làng. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, cho đến bây giờ, chùa Bảo Sơn đã là một di sản quý trong kho tàng văn hóa của nhân dân ta. Cùng với di tích chiến khu Ngọc Thanh, đình Khả Do, chùa Bảo Sơn đã góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật dân tộc.